liên quan đến thông tin người lạ tiếp cận để đón học sinh vào giờ ra về ở trường tiểu học Cái Khế 2, quận Ninh Kiều. Hiện thì Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Ninh Kiều và Công an địa phương đang xác minh và hỗ trợ cần thiết cho trường. Và để đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là cách ứng xử với người lạ và những lưu ý đối với phụ huynh khi đưa con em đến trường, ông Nguyễn Hữu Nhân, trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ có vài thông tin chia sẻ cùng chúng ta sau đây. Hàng năm thì Sở Giáo dục đều có ban hành kế hoạch là phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, bảo đảm là an toàn cho học sinh, tăng cường cái quản lý học sinh trong giờ học cũng như là khi đón và đưa học sinh là phải có cái sự thông tin liên lạc xuyên suốt với phụ huynh, đảm bảo là cái quy trình giao nhận là nó chặt chẽ, đảm bảo các em an toàn khi mà đến trường cũng như là khi các em về đến nhà. Thì tất cả giáo viên đều có số điện thoại liên lạc của phụ huynh học sinh hết, để có những vấn đề gì các em về trễ như thế nào đó đều có thông tin kịp thời để xử lý. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo các cơ sở dục tiếp tục tăng cường cái giáo dục kỹ năng sống cho các em, tức là những kỹ năng mà như chúng ta đã nói đó, kỹ năng là tiếp xúc với người lạ, kỹ năng mà phòng tránh những trường hợp mà bị dụ dỗ lôi kéo. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, khi gặp người lạ, học sinh không nói chuyện, tìm nơi an toàn đông người, nhờ hỗ trợ điện thoại cho người thân hoặc giáo viên chủ nhiệm để kịp thời ứng cứu.